Nhà lá siêu dẹo một nát bên bờ ao, ra vào chỉ có hai mẹ con. Mẹ buông gánh bán bưng, tảo tần hôm sớm. Đứa con trai còn nhỏ dại, đỡ đần mẹ những việc lặt vặt hàng ngày. Một hôm mẹ bảo con: sáng nay mẹ bắt được mấy con cua, còn để trong giỏ ở góc bếp. Trưa con hái rau đay, nấu bát canh cua, mẹ đi bán về, hai mẹ con ăn nha. Cậu bé thưa vâng, người mẹ quẩy gánh hàng rong ra đi. Cậu nhìn theo bóng mẹ xa dần. Cậu bé nhớ lời mẹ dặn, ra sau nhà hái một đám rau đay, rửa sạch rồi để vào rổ cho khô. Chiếc giỏ tre nằm nơi xó bếp, mấy con cua bò lổm ngổm. Cậu bé đến gần, định trút cua ra cối giã. Chợt thấy những đám bọt sùi trên thân cua, cậu ngẩng ra nhìn. Thì ra cua cũng biết khóc ư? Chúng sợ mình giết chúng đây mà. Tội nghiệp quá, làm sao mình nỡ làm hại chúng được. Cậu mang giỏ cua ra bờ ao, trút hết cua xuống đất. Lũ cua được hồi sinh, vội vã bò đi tản mát. Cậu bé nhìn theo, mỉm cười. Đến trưa mẹ cậu trở về, nhìn bát cà muối nằm chỏng chơ trên chiếc mâm tre. Người mẹ ngạc nhiên hỏi: con quên nấu canh cua à? Thằng bé ngập ngừng: con không quên đâu mẹ, nhưng lúc bắt cua định cho vào cối, con thấy chúng khóc tội quá nên đã thả hết rồi. Người mẹ tức nghẹn, trố mắt nhìn con. Lát sau mới thốt lên: cái gì? Mày nói cái gì? Nhìn đôi mắt long lên của mẹ, thằng bé co rúm người lại, líu ríu không ra tiếng. Dạ, con thả cua đi hết rồi. Vừa mệt, vừa đói, lại vừa tủi cực cho số phận, người mẹ òa lên khóc. Trời ơi là trời, sao đời tôi khổ thế này. Người ta có con nhờ con, có của nhờ của. Tôi chỉ có một đứa con mà chẳng biết thương mẹ. Đồ bất hiếu, xéo ngay khỏi nhà này. Từ nay chẳng mẹ con gì nữa. Thuận tay, người mẹ cầm ngay đòn gánh phang vào chân con. Thằng bé trúng đòn đau điếng, vội chạy ù ra khỏi cửa. Người mẹ gục mặt vào cạnh bàn, đôi vai gầy guộc rung lên từng hồi trong cơn đau khổ xé lòng. Nỗi giận trời già bất công, nỗi thương thân phận hẩm hiu, chưa hề có một ngày vui trọn vẹn, chưa một giờ nào thật sự thảnh thơi. Bên cạnh vẫn âm ỉ nỗi ân hận đã nặng tay nặng lời với đứa con thân yêu duy nhất. Từ trước đến nay, có bao giờ thằng bé bị bà la mắng, nói gì đến đánh đập đuổi xua. Chỉ tại hôm nay trời nóng quá, hàng họ ế ẩm, chủ nợ lại chận đường chửi bới đủ điều. Cực và tủi nhục quá đổi nên bà mất bình tĩnh. Mệt lả bà mẹ liệm đi, đến chừng tỉnh dậy thấy nhà vắng lặng. Hốt hoảng gọi con, không nghe tiếng thưa, bà mẹ vội nháo nhác đi tìm. Và như một định mệnh, cuộc tìm kiếm kéo dài gần 40 năm. Người mẹ trẻ ngày nào đã trở thành một bà cụ cô đơn, còm cõi, sống hiu quạnh nơi quán nước bên đường. Hai mắt đã mờ, hai tai đã lãng, nhưng nỗi nhớ thương ân hận vẫn còn tươi nguyên, vẫn còn da diết. Bao nhiêu năm trời lang thang tìm con khắp nẻo, không kể nắng mưa gió bụi, không kể lạnh lùng đói khổ, bà sống nhờ hạt cơm bố thí. Chỉ có một chút lửa hy vọng nhìn lại mặt con, ôm con trong vòng tay, nói lên lời xin lỗi mới giữ được bà còn sống đến ngày nay. Chút hy vọng ấy như sợi dây tơ giữ bà liên hệ với cuộc đời. Những năm gần đây, sức đã mòn, chân đã yếu, bà đành về làng cũ, dựng tạm quán nước bên đường làm nơi trú thân và để tiện việc hỏi han tin tức đứa con lưu lạc. Sáng nay, tự nhiên bà cụ thấy nôn nao lạ lùng. Từ sớm, bà đã lui cui dọn dẹp bàn ghế, quét sạch nhà cửa, quét luôn đám lá ngoài sân. Ly tách trên bàn đã sạch sẽ ngay ngắn, nhà cửa đã ngăn nắp gọn gàng, mà bà vẫn luôn tay làm việc. Dường như có một luồng sinh khí tràn vào thân tâm, khiến bà mạnh lên, trẻ lại. Nhưng bà không hiểu nguyên do, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Mãi làm, bà không biết có một người khách vừa đến. Khi nghe tiếng gọi, bà mới giật mình ngẩng lên chào hỏi. khách là một vị tu sĩ, trạc tuổi 50, giọng nói từ hòa trầm ấm. Bà cụ mở quán này lâu chưa? Bà bưng tách trà đặt ngay ngắn trước mặt nhà sư, chắp tay cung kính. Bạch sư, con mới mở vài năm thôi ạ. Trước đây con cũng ở làng này, nhưng tận sâu trong kia. Nhìn theo ngón tay chỉ của bà cụ, nhà sư như nhận ra điều gì, rồi hỏi tiếp. Thế bà cụ ở đây cùng với con cháu chứ? Bà cụ đưa tay áo lên lau giọt nước mắt vừa ứa ra, buồn bã trả lời. Bạch sư, trước kia con có một đứa con trai. Năm nó 12 tuổi, chỉ vì một chút bất hòa, nó đành đoạn bỏ con đi biệt tích. Con tìm nó suốt 40 năm nay, sức mỏng hơi tàn, nhưng cũng gắng sống chờ gặp lại nó, nói với nó một câu xin lỗi rồi mới yên tâm nhắm mắt. Nếu không thế thì con không có mặt mũi nào nhìn nhà con với suối vàng được. Rồi như mạch nước được khai thông, bà cụ run run ngồi xuống bên nhà sư, kể hết mọi sự tình. Bà kể về những tháng năm mẹ con đầm ấm bên nhau, đến chuyện một bát canh cua làm đoạn lìa tình mẫu tử. Bà kể về khoảng thời gian lang thang khắp nẻo, vừa xin ăn vừa lặn lội tìm con, cho đến tuổi già còn đau đáu ngóng dời đứa con biệt dạng. Bà không thấy rõ mặt nhà sư, vì dòng lệ nhiều năm đã làm mờ ánh sáng của đôi mắt trong. Nhưng bà cảm nhận một sự thân thuộc và tin cậy không tả nổi với người khách lạ này. Cho nên tâm sự chất chứa bao năm đầy ắp giờ có dịp được trút cạn nỗi niềm. Nhà sư sững sờ ngồi lặng thinh. Trước mắt ngài hiện rõ hình ảnh một đứa bé gầy guộc đen đủi, mặc chiếc quần cộc đen, ngồi nhìn đám cua đang khóc trong giỏ, rồi lui cui thả chúng xuống ao. Đứa bé ra cửa đón mẹ, hai mẹ con đang nói cười vui vẻ. Bỗng đâu mẹ quắt mắt nhìn mâm cơm, và một chiếc đòn gánh phang đến. Vết đau nơi chân không sâu bằng vết đau trong tâm hồn non trẻ, và sự hoảng sợ khi cậu bất chợt nhận ra một người khác nơi mẹ mình, một con người sân hận hung dữ mà cậu chưa hề gặp. Cậu không biết mẹ đã biến đi đâu. Người mẹ hiền từ, dịu dàng vẫn vuốt ve ôm ấp cậu. Cậu ôm đầu chạy trốn con người hung dữ kia, tai vẫn văng vẳng nghe tiếng gào thét của bà. Cậu nhắm mắt chạy mãi để trốn tránh những hình ảnh, những âm thanh ma quái ấy. Cho đến khi mệt đuối, cậu ngã xuống một bờ đê, bất tỉnh. Bà cụ vẫn thủ thỉ kể chuyện đời mình bằng một giọng đều đều, nhỏ nhẹ. Sư vẫn ngồi đó yên lặng, ký ức tiếp tục trỗi dậy tràn về những hình ảnh ngày xưa. 40 năm dài chỉ như một chớp mắt, cậu bé được một vị sư già đưa về chùa săn sóc, dở tỉnh, dở mê. Cơn chấn động tinh thần dữ dội, thêm sự nhọc mệt quá độ của thể xác làm mất hẳn trí nhớ. Cậu không biết mình con ai, ở đâu, tên gì, vì sao nằm gục trên đám ruộng xa lạ. Khi tỉnh dậy nhìn quanh, thấy mình đang ở trong chùa, bên cạnh là vị sư già đang nhìn cậu bằng đôi mắt bao dung, từ ái. Kể từ hôm ấy, cậu như mới được sinh ra, sống nương cửa Phật, nhờ ơn giáo dưỡng của sư phụ trụ trì. Tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, cậu dần trưởng thành, trở nên một vị chân tu thạc đức, được sư phụ cho kế thừa trụ trì ngôi tu viện. Trong một đêm thiền định sâu xa, khi mọi vọng niệm bặt dứt, trở về với bản tâm thanh tịnh, rỗng lặng sáng ngời, ngài đột nhiên nhớ lại chuyện xưa. Thời thơ ấu bên người mẹ hiền, sớm hôm tần tảo, cảnh cũ hiện ra rõ ràng như chuyện xảy ra hôm qua. Mẹ giờ chắc đã già yếu, quạnh quẽ cô đơn, từng ngày mong ngóng đứa con duy nhất. Người tu cắt ái từ sở thân, nhưng không vì thế mà lãng quên công sinh thành dưỡng dục. Phải trở về quê cũ, tìm lại mẹ mình, nghĩ cách bù đắp cho người những gì mình thiếu sót, báo đền ơn sâu của người dù đã muộn màng. Sáng sớm hôm sau, một mình ngài tìm về làng xưa, nhận không ra quang cảnh cũ. 40 năm, bao nhiêu đổi thay. Mái nhà tranh thân thương, cạnh bờ ao rau muống, nay chỉ là mảnh đất cỏ dại. Đi quanh xóm, không còn một gương mặt thân quen. Mẹ già đã phiêu bạt nơi đâu, hay đã ra người thiên cổ. 40 năm, hình ảnh mẹ bị phủ che bởi lớp bụi thời gian. Con không hề biết trên đời này có mẹ, thảnh thơi sống trong thiền môn, vui với câu kinh, tiếng kệ. Cha ơi, tu hành mà làm gì khi một chữ hiếu chưa trả xong, khi không biết mẹ hiền đang ở đâu để lo bề phụng dưỡng. Nhiều năm trôi qua như thế, Ngài quẩy gói làm du tăng đi khắp hang cùng ngõ hẹp, hỏi thăm tin tức về một người mẹ mất con. Trả lại câu hỏi của Ngài, mọi người đều lắc đầu không rõ. Rất thông cảm và rất thương cho vị tu sĩ có hiếu, nhưng không ai có thể giúp Ngài được gì. Nhiều người góp ý, có lẽ thời gian qua lâu thế, mẹ Ngài đã khuất bóng rồi chăng? Biết bà cụ ở đâu mà tìm? Chỉ một mình Ngài vẫn giữ trọn lòng tin. Phật trời không phụ người thành tâm, sẽ có ngày mẹ con đoàn tụ. Và bây giờ, sự thật mà cứ ngỡ trong mơ. Mẹ đang ngồi trước mặt, đang kể về những năm tháng đau khổ trong đời. Mẹ kể chuyện cho người mới gặp lần đầu, sao có vẻ tin cậy đến thế? Phải chăng vì từ lâu không có ai lắng nghe bằng tất cả tấm lòng, hay vì sợi dây tình cảm thiêng liêng đã rung lên thành điệu nhạc vô thanh? Nhìn mẹ say sưa nói mà nội tâm nhà sư đang bị đấu tranh bởi hai tư tưởng trái ngược. Bên này là tình cảm thông thường, sư muốn ôm chầm lấy mẹ, khát khao hít đầy lồng ngực mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ. Bên kia là trí tuệ và lòng từ của một bậc chân tu, muốn độ mẹ hiền qua biển khổ sinh tử. Nếu hôm nay sư nhận mẹ, đưa mẹ về chùa phụng dưỡng, thì tình cảm mẹ con sẽ khiến bà sinh tâm chiếm hữu, ỷ lại và khinh mạng đối với chư tăng. Mẹ vẫn còn tâm chúng sinh với đủ tật tham, sân, si, sao khỏi bị tổn phước. Như thế, thương mẹ mà vô tình làm hại mẹ. Còn nếu không nhận mẹ con, để mẹ cứ mãi cô đơn nơi quán nước hiu quạnh, thì chẳng hóa ra bạc bẽo tàn nhẫn lắm sao? Làm thế nào trọn vẹn cả đôi đường, sư có thể gần gũi chăm sóc mẹ, hướng dẫn mẹ tu hành theo chánh pháp, mà mẹ không tổn phước khi sử dụng của tín thí đàn na. Sư trầm tư suy tính, chợt một ý nghĩ lóe lên. Ngài mỉm cười tự nhủ, phải, cần phải làm như thế. Nắm bàn tay nhăn nheo gầy guộc của mẹ, Ngài dịu dàng hỏi, này cụ có muốn theo tôi về nương cửa Phật chăng? Bà cụ không tin vào tai mình. Bạch cụ dạy gì con không rõ. Sư thương cảm nhắc lại từng tiếng, bà cụ có muốn theo tôi về chùa không? Bà cụ mừng rỡ thốt lên, được thế thì còn gì bằng. Nhưng bạch cụ, còn già yếu thế này, đâu thể làm công quả cho nhà chùa được. Sư vỗ nhẹ vào tay mẹ, bà cụ đừng lo, người khỏe có việc của người khỏe, người già yếu khắc có việc cho người già. Bà cụ ở chùa sớm hôm niệm Phật, biết đâu nhờ Phật độ trì mà sớm tìm gặp con mình. Để tôi về chùa bạch cùng chúng tăng, nếu được chấp thuận tôi sẽ đến đây đón cụ. Từ đó bà cụ về ở am tranh nhỏ sau chùa. Không ai biết bà là mẹ của hòa thượng trụ trì, ngay cả bà cũng không ngờ mình đang sống cạnh người con yêu quý. Sáng nào sư cũng đến thăm bà, hỏi han sức khỏe, nhắc bà niệm Phật. Việc công quả hàng ngày, sư phân công bà nhặt hoa lá rụng trước am, khỏe làm, mệt nghỉ. Công việc bà thích nhất là nhặt hoa sứ. Cây sứ lâu năm trồng phía trước am tranh của bà, hoa nở trắng cây thơm ngát. Bà nâng niu từng đóa, chọn những hoa còn tươi, rửa sạch, đặt vào hai bát sứ. Một bát bà dâng cúng Phật, bức tượng Đức Phật A-di-đà mà sư đã đưa đến tặng bà. Bát hoa thứ hai bà để trên bàn dành biếu sư. Mỗi lần đến, sư đều ngồi trên chiếc ghế trên bàn, nâng bát hoa sứ bằng hai tay, nhìn thật lâu vào những cánh hoa, sau đó mỉm cười cảm ơn bà cụ. Không nói ra, nhưng bà cũng biết ngài trân trọng tấm lòng của bà đối với ngài. Chỉ có thế cũng đủ làm bà cụ vui suốt ngày. Bà cụ ôm ấp niềm vui ấy khi làm việc, khi ăn cơm, khi nghỉ ngơi và cả trong khi ngủ. Theo lời dặn của sư, lúc nào bà cũng cầm trên tay chuỗi hạt bồ đề do sư tặng, tay lần chuỗi, miệng niệm thầm lục tự Di Đà. Khi làm việc, bà mang chuỗi vào cổ tay. Như thế, sầu chuỗi hạt theo bà như hình với bóng. Đối với bà, đó là vật quý báu nhất đời. Vì tiếp xúc với nó, bà luôn luôn gần gũi với Đức Phật và với Hòa Thượng trụ trì. Người vừa có tình thầy trò, vừa có một tình cảm nào đó thật lạ mà bà không dám phân tích. Bà chỉ muốn cố gắng làm vui lòng Hòa Thượng bằng cách dâng theo thật đúng, thật siêng năng những lời chỉ bảo của Ngài. Mà Ngài có nói gì nhiều đâu, chỉ dặn dò luôn nhớ niệm Phật, ăn ngủ điều độ, chớ lo nghĩ buồn phiền. Cũng thật lạ, từ khi về nương dưới mái chùa, mỗi ngày được sư đến thăm dù chỉ giây lát, bà tự nhiên thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nỗi nhớ mong đứa con lưu lạc từ lâu nặng trĩu, bây giờ bỗng tiêu tan đâu mất. Trước đây, mỗi khi trời chập choạng tối là bà cảm nhận sự cô đơn quạnh quẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ cảm giác ấy không còn, thay vào đó là sự bình ổn của thân tâm. Đêm đến, bà rửa mặt sạch sẽ, đến bàn thờ Phật thắp một nén hương. Bà không biết khấn nguyện gì nhiều, chỉ dâng lên Đức Phật lời cảm tạ chân thành vì đã ban cho mình niềm vui được sống và tu dưới sự dẫn dắt của Hòa Thượng. Bà cầu nguyện Đức Phật phò hộ độ trì cho Hòa Thượng mạnh khỏe sống lâu để làm lợi ích cho nhiều người. Sau đó, bà ngồi xếp chân trên chiếc giường tre, lần chuỗi niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Khi đã mỏi, bà nằm xuống nhẹ nhàng, thảnh thơi đi vào giấc ngủ. Ngày tháng êm đềm trôi qua, nhờ Hòa Thượng cùng chư Tăng Bổn Tự, bà cụ đã được an vui trong tuổi xế chiều, được đầy đủ về vật chất trong giới hạn của người tu, được thấm nhuần Phật Pháp và tu hành theo giáo lý nhà Phật. Bà cụ đã biết gạt bỏ phiền não, rửa sạch tập khí, tịnh tu ba nghiệp, một lòng niệm Phật cầu được giảng sanh. Có thể nói, đây là giai đoạn hạnh phúc trọn vẹn nhất trong đời bà. Một buổi sáng, bà cụ bỗng lên cơn sốt, đầu nhức, mắt hoa, tay chân rũ liệt. Sư đến thăm như thường lệ, thấy thế vội lấy nước bà uống, xoa bóp tay chân bà, rồi tự mình xuống bếp nấu cho bà bát cháo giải cảm. Bà cụ tuy lòng áy náy vì sự chăm lo ấy của sư, nhưng tận sâu xa của cõi lòng người mẹ vẫn thấy vô cùng sung sướng. Bà nhớ ngày xưa, có lần bà bị mệt, đứa con nhỏ thân yêu của bà cũng quấn quýt săn sóc bà như thế. Có cái gì nửa lạ, nửa quen nơi vị Hòa Thượng khả kính này. Bà đã cảm nhận từ lâu nhưng không dám lộ ra. Vả lại, mọi người đều rất tốt đối với bà. Họ ân cần đối xử thăm nom bà như một bà cụ làm công quả, một bà cụ cô đơn được chùa cưu mang. Và bà thì có mong điều gì hơn thế? Luôn tỏ lòng cung kính biết ơn đối với chư Tăng, đặc biệt sâu sắc biết ơn Hòa Thượng trụ trì đã từ bi ban cho mình những ngày tháng cuối đời thật bình an đầy đủ. Người già như ngọn đèn cạn dầu, chỉ cần một cơn gió nhẹ là liệm tắt. Bà cụ từ trẻ đến giờ, nhờ trời tuy lam lũ nhưng ít đau ốm nặng. Lần này chỉ một trận cảm xoàng, nhưng sau bao nhiêu sức lực trong người hầu như cạn kiệt. Toàn thân bà ê ẩm, rét run từng cơn, môi khô, miệng đắng. Mọi việc thuốc thang chăm sóc, sư đều tự tay làm một cách chu đáo tận tình. Nhiều lần bà cụ vừa khóc vừa thưa cùng sư: "Bạch cụ, xin cụ hãy để mặc con khắc tự mình làm được. Cụ chăm con thế này, con e tổn phước lắm." Sư dịu dàng nói: "Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Bà cụ chỉ có một mình, không con không cháu. Tôi thay con bà lo cho bà cũng được, có sao đâu. Đại chúng biết chuyện, vừa thương bà cụ vừa xót cho sư, nên đưa một nữ Phật tử đến bạch rằng: Kính bạch thầy, vị nữ thí chủ này có hoàn cảnh rất tội nghiệp, chồng con đều mất, không nơi nương tựa, xin đến chùa ta làm công quả. Chúng con kính trình thầy xem có thể nhờ nữ thí chủ đây chăm sóc bệnh tình bà cụ được chăng? Bằng đôi mắt u ẩn, sư nhìn người đệ tử, nhìn sang người phụ nữ đang chắp tay cúi đầu. Ngài trầm ngâm giây lâu sau mới bảo: Thôi được, cứ để nữ thí chủ đây ở chung với bà cụ, hôm sớm có nhau. 2 ngày nữa thầy có việc đi xa vài hôm, bệnh tình bà cụ không biết sẽ như thế nào. Tuổi già thật khó lường trước được. Mọi việc ở nhà thầy nhờ các chú lo liệu cho. Có điều nếu bà cụ qua đời, các chú hãy thay thầy làm đủ lễ cho chu tất, nhưng đừng đậy nắp áo quan. Đợi thầy về sẽ tính. Thầy sẽ cố thu xếp công việc sớm, xong lúc nào thầy về ngay lúc ấy. Trước khi ra đi, sư đến am tranh ngồi với bà cụ rất lâu. Không biết sư nói với bà những gì, trấn an bà thế nào, nhưng khi ngài đứng lên từ giã, bà cụ đã để rơi những giọt nước mắt hạnh phúc tột cùng. Bà đã trải qua những giây phút an lạc, đã được sống trong hào quang của chư Phật, đã trọn vẹn tin tưởng rằng khi trút hơi thở cuối cùng, bà sẽ được vãng sanh. Cái chết đối với bà giờ đây như chuyến đi xa hứa hẹn nhiều điều kỳ thú, và bà bình thản chờ đợi nó. Có điều bà hơi băn khoăn, không biết hòa thượng có trở về kịp để tiễn đưa mình không. Thật là lạ, trong những giờ phút sau cùng của cuộc đời, bà lại ít nhớ đến đứa con lưu lạc của mình, mà chỉ nghĩ về hòa thượng như một nơi nương tựa vững chắc, một dây liên kết giữa mình và Tam Bảo. Bà nhớ câu chuyện cổ tích kể về cô gái nghèo nhờ Bụt hóa phép trở thành người đẹp nhất và hạnh phúc nhất trần gian. Hòa thượng có thể là hiện thân của Bụt. Ngài thương xót hoàn cảnh nghèo khó neo đơn của bà, nên đến với bà bằng tấm lòng từ bi, ban vui và cứu khổ. Hòa thượng đi rồi, đại chúng phân công nhau hàng ngày trợ niệm cho bà cụ. Bà không mở mắt nổi, thở yếu dần, nhưng tai vẫn nghe, ý vẫn duyên theo từng tiếng niệm Phật. Những hình ảnh dĩ vãng lần lượt hiện về, từ thuở nhỏ mồ côi đến khi lấy chồng, sinh con, nhất là thời gian 40 năm đằng đẵng lang thang tìm kiếm đứa con mất tích. Bà thấy rõ đời mình quá nhiều đau khổ mà chẳng có mấy niềm vui. Chỉ từ lúc gặp hòa thượng, được nương nhờ cửa Phật, bà mới biết thế nào là hạnh phúc. Nhờ hòa thượng chỉ dạy, bà hiểu rằng do bao đời trước bà đã tạo nhân xấu, nên kiếp này bà phải nhận quả khổ. Bà không còn oán trách người, một lòng niệm Phật Di Đà, nguyện khi chết được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, nơi có Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩ đến đó, bao nhiêu buồn đau hận tuổi tự nhiên vơi nhẹ đi. Tâm bà cụ chợt lắng xuống, chỉ còn hiển hiện 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật tràn đầy khắp không gian. Bà đột nhiên thấy mình rơi vào một đường hầm sâu hun hút, và cuối đường hầm ấy là một vùng ánh sáng chan hòa rực rỡ. Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra rõ ràng trước mắt bà, lung linh trong vòng hào quang chói lọi. Vị Bồ Tát đứng bên phải Đức Phật cầm một hoa sen hé nở, tỏa hương thơm ngát. Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên trái, hình dáng quen thuộc với tịnh bình và nhành dương liễu. Ngài mỉm cười với bà, phẩy nhẹ cành dương về phía bà. Lập tức bà cảm nhận những giọt nước mát thấm đượm vào từng lỗ chân lông, người thấy nhẹ nhàng thanh thản lạ lùng. Bao nhiêu đau đớn của thể xác tự nhiên biến mất. Bà như ngợp đi, như hòa tan vào trong vùng ánh sáng huyền diệu của chư Phật, Bồ Tát. Một mùi hương nhẹ nhàng ở đâu tỏa ra khắp phòng. Mọi người nhìn nhau thầm hỏi. Bà cụ vẫn nằm đó, gương mặt rạng rỡ, bình an như đang trong giấc ngủ say không mộng mị. Một âm thanh nào trên cao khi gần khi xa, thoạt có thoạt không, thánh thót du dương chưa từng có trong đời. Bà cụ ra đi an lành, thanh thản quá đổi, như đã rũ sạch mọi trần lao phiền não, mọi gánh ưu phiền của suốt mấy mươi năm. Những việc hậu sự cho bà cụ được chư tăng và Phật tử bổn tự thực hiện chu đáo theo lời dặn của Hòa Thượng trước lúc ra đi. Bà cụ được tẩn liệm, được đặt vào chiếc áo quan chưa đậy nắp, luôn có người bên cạnh hương khói tụng niệm suốt ngày đêm. Tất cả mọi người đều mong ngóng Hòa Thượng trở về. Và Ngài đã về 2 ngày sau khi bà cụ mất. Vừa đến chùa, chưa kịp rửa mặt, sư đã vội đi qua am tranh. Từng bước chân chánh niệm theo công phu từ lâu hành trì, nay gấp gáp hơn. Biết tâm hơi sao động, sư vội hít vào sâu, thở ra dài, dài lần. Trở về với tâm an nhiên, Ngài bước vào ngưỡng cửa. Mẹ Ngài như trong giấc ngủ, gương mặt vẫn tươi, nụ cười như đang phảng phất trên môi. Tưởng chừng chỉ cần sư lên tiếng gọi, bà sẽ mở mắt ra, cười với Ngài một nụ cười móm mém và hồn nhiên như trẻ nhỏ. Thắp nén hương trầm cắm vào bát hương còn nghi ngút khói. Sư chậm rãi từng bước đi quanh quan tài bà cụ 3 vòng. Đại chúng đang tụ tập trước am, ngạc nhiên từng cử chỉ lạ lùng của Hòa Thượng. Chẳng ai hiểu vì sao một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng mà lại có thái độ thành kính khác thường đối với bà cụ không họ hàng thân thích. Từ khi bà cụ về đây, Ngài không chỉ ban cho bà sự thông cảm, bao dung, mà còn có cái gì ân cần, quan tâm đặc biệt. Cho đến hôm nay, thấy Ngài đi nhiễu quanh bà cụ 3 vòng bằng những bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng có vẻ trầm tư. Câu hỏi, phải chăng có mối liên hệ nào giữa Hòa Thượng và bà cụ, từ lâu âm ỉ, chợt dấy lên trong tâm đại chúng? Có lý nào? Tiếng sư vang lên làm mọi người giật mình lắng nghe. Đức Phật từng dạy, một người tu đắc đạo, cửu huyền thất tổ sinh thiên. Nếu quả thật lời này không hư dối, xin Tam Bảo chứng minh cho lời nguyện của đệ tử, chiếc quan tài này sẽ bay lên hư không. Hòa Thượng vừa dứt tiếng, chiếc quan tài bỗng như có một lực đẩy, từ từ nâng lên cao, sát mái am tranh, lơ lửng. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, chắp tay, ngẩng mặt nhìn lên trong một niềm kính ngưỡng tột cùng. Mắt Hòa Thượng sáng ngời, an trú trong giây phút hiện tại tuyệt vời, một giây mà đằng đẵng thiên thu. Tâm hiếu của người con hòa lẫn trong tâm từ của một bậc chân tu đắc đạo, nở tung như đóa sen tỏa hương tinh khiết, tuy vô hình mà bất diệt, tuy vô thanh mà tràn ngập âm hưởng diệu kỳ, tuy vô tướng mà chan hòa khắp cùng cõi giới. Khi chiếc áo quan nhẹ nhàng trở về chỗ cũ, người ta thấy gương mặt bà cụ tươi nhuận rạng rỡ. Mùi hương lạ lại tỏa ra phảng phất quanh nhà. Mọi người đứng bất động, đắm mình trong niềm phúc lạc ngàn năm chưa dễ có. Nơi quán nước ngày xưa của mẹ, sư lập một ngôi chùa đặt tên là Mại Trà Lai Tự. Am tranh mẹ từng ở có tên là Dưỡng Mẫu Đường, sớm chiều khói hương nghi ngút. Hòa Thượng để lại cho đời một tấm gương đại hiếu sáng ngời muôn thuở. Ngài thuộc tông Tào Động, quê ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang. Chính Ngài bằng phương tiện thiện xảo đã giúp nhà vua cải ác tùng thiện, quay về với Phật Pháp. Đối với triều đình và môn đồ, Ngài là Thiền Sư Tông Diễn, nhưng đối với dân chúng, Ngài là Hòa Thượng Cua. Cái tên dân dã mộc mạc nhưng thật gần gũi, thân thương. Hình ảnh Ngài trong lòng mọi người đẹp đẽ, chói ngời muôn thuở, không phải là hình ảnh của vị thiền sư, càng không phải của một tu sĩ được vua ban chức ngự tiền chi quân và áo gấm, Đó là hình ảnh của một bậc chân tu tốt đời sáng đạo, vừa tu hành có kết quả, vừa lo tròn chữ hiếu đối với mẹ già, một cách dược thường đầy trí tuệ. Ngay từ lúc còn ấu thơ, Ngài Xá Lợi Phất đã là một người con hiếu thảo. Ngài luôn luôn dâng lời cha mẹ, chuyên cần học tập và trở thành một bậc xuất chúng làm vui lòng cha mẹ. Tuy được sinh ra trong một gia đình quý tộc, song Ngài đối xử với mọi người rất nhã nhặn và hòa ái, rất được lòng mọi người, được bạn bè kính mến. Xá Lợi Phất. Đến khi trở thành đệ tử của Đức Phật, Ngài chuyên cần tinh tấn tu tập và đã trở thành bậc thượng thủ trong chánh pháp, là người có trí tuệ siêu việt nhất trong hàng tăng chúng. Càng đạt được quả vị cao thì Ngài càng nghĩ nhiều đến mẹ hiền, càng thương mẹ, và ngày đêm Ngài luôn tìm cách đưa mẹ trở về với chánh pháp. Mẹ Ngài là một người thuộc dòng dõi Bà La Môn, là mẹ của 7 vị A-la-hán. Có 7 anh em của Ngài Xá Lợi Phất xuất gia làm đệ tử của Phật và đều chứng được quả vị A-la-hán. Nhưng mẹ Ngài vẫn luôn cố chấp. Mặc dù Ngài và các em đã nhiều lần khuyến hóa, nhưng mẹ vẫn không kính tin Tam Bảo, vẫn không chịu từ bỏ đạo Bà La Môn của mình để theo đạo Phật, vì chưa hội đủ nhân duyên. Cho đến một hôm, Ngài cảm thấy thân ngũ uẩn của mình sắp tan rã, gần đến ngày phải rời bỏ trần thế huyễn mộng. Ngài quán xét về nơi nhập diệt của mình. Ta sẽ nhập diệt nơi nào đây? Đang quán xét như thế thì hình bóng người mẹ hiền của Ngài lại hiện về. Ngài nghĩ, mặc dù bà là mẹ của 7 A-la-hán, nhưng bà không có lòng tin nơi Đức Phật, không tin Pháp và các vị Thánh Tăng. Không biết hiện tại bà có chút thiện duyên nào hỗ trợ để bà có thể đạt đến sự tinh kính nơi Tam Bảo hay không? Rồi Ngài dùng tuệ nhãn quán xét thấy, nhất thời mẹ Ngài đang có đủ điều kiện để khai thị hầu nhập vào dòng thánh. Ngài mừng rỡ và quán chiếu tiếp, thì thấy người có duyên để cứu độ mẹ lại chính là Ngài, chứ chẳng phải ai khác. Sau đó, Ngài quyết định hóa độ mẹ để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài đến xin Đức Thế Tôn cho Ngài trở về quê hương mình để báo hiếu mẹ hiền trước khi nhập diệt. Được sự chấp thuận của Đấng Đạo Sư, Ngài cùng với bào đệ của mình là Đại Đức Kunda và mời thêm 500 vị tỳ kheo cùng trở về ngôi làng Nalaka, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. Về đến sân nhà, Ngài tự ý bước thẳng vào căn phòng cũ của mình, rồi nhân danh mẹ mời tất cả chư tỳ kheo đến những chỗ dành riêng cho họ để nghỉ ngơi. Không lâu sau, Ngài cảm thấy một sự đau đớn lan tràn cả thân xác. Ngài vội lên nằm trên chiếc giường năm xưa của mình từng nằm lúc tuổi thơ và nhập vào đại định. Những tỳ kheo có bổn phận hầu hạ Ngài liền túc trực quan sát. Họ thấy da mặt Ngài lúc đỏ lúc xanh, nhưng Đức Trưởng Lão vẫn nằm im thiêm thiếp, phong thái vẫn bình thản. Kế đến, từ hạ thân của Ngài thải ra một chất nước. Thì ra, Ngài đã bị bệnh dịch tả hoành hành. Những học trò của Ngài phải thay phiên nhau tẩy uế. Bà mẹ thoạt đầu có vẻ đố kỵ những vị tỳ kheo kia, nhưng khi thấy họ chăm sóc con bà một cách tận tình và kính trọng thì nảy sinh thiện cảm, rồi càng theo dõi bệnh tình của con mà càng lo sợ. Lúc bấy giờ, chính bà lại nhận thấy sự có mặt của 500 vị tỳ kheo kia quả là một điều cần thiết cho bà. Khi màn đêm buông xuống, Ngài đang nhập định thì có 4 vị thiên dương hào quang sáng cả một vùng đến chiêm bái Ngài lần cuối. Tiếp theo là các vị đại phạm thiên dương cũng đến vấn an Ngài. Hào quang tỏa khắp cả một vùng rộng lớn, rực rỡ. Mẹ Ngài thấy chư thiên đến rồi đi như thế, bèn tự hỏi, họ là ai vậy kìa? Ai mà đến tôn kính con ta như thế rồi lại đi? Bà tới tận cửa phòng của Đức Trưởng Lão để hỏi thăm Đại Đức Kunda về bệnh trạng của Ngài. Đại đức Kunda vốn thấu rõ ý muốn của Đại đức Xá Lợi Phất từ trước, nên bước vào trong bạch với Ngài rằng: Bạch đức trưởng lão, vị đại tín nữ đã đến. Đại đức Xá Lợi Phất liền cho mời mẹ vào và hỏi: Vì sao thân mẫu lại đến đây vào giờ bất thường này? Bà trả lời: Này con, thân mẫu đến để thăm con hãy nói cho thân mẫu biết những người vừa rồi đến thăm con đầu tiên là ai vậy? Thưa thân mẫu, đó là 4 vị thiên dương. Nghe thế bà liền hỏi: Như thế thì con còn cao quý hơn những vị đó nữa ư? Đức trưởng lão đáp: Họ chỉ là những bậc hộ trì Phật Pháp. Khi Đức Bổn Sư đản sinh, chính họ là những vị đến hầu hạ đầu tiên. Trong giáo lý giải thoát, họ ví như những người cận vệ, luôn luôn có uy quyền trong tay để bảo vệ một vị Phật tổ. Sau khi họ đi rồi, thì vị đến kế tiếp là ai thế? Thưa thân mẫu, đó là vua trời Sakka. Này con yêu quý, đối với đức vua trời kia, con có cao thượng hơn không? Đại đức Xá Lợi Phất trả lời: Thưa thân mẫu, vị ấy chỉ như vị Sa Di, là người theo hầu hạ và mang vác những vật dụng của một tỳ kheo. Khi Đức Bổn Sư từ trên cõi trời Đao Lợi trở về, vị trời Sakka đã mang bát và y phục của Ngài để tiễn Ngài từ thiên giới đến cõi trần với một lòng tôn kính. Bà lại hỏi tiếp: Và khi vị trời Sakka đi rồi, những vị đến sau đã dùng hào quang làm sáng cả căn phòng này là ai vậy? Thưa tín nữ thân mẫu, đó là các vị giáo chủ, những đại phạm thiên, những thiên sứ của chính thân mẫu thờ đấy. Vậy con là người cao cả nhất à? Này con quý mến của mẹ, con còn cao quý hơn những đại phạm thiên mà xưa nay thân mẫu hằng ngưỡng mộ sao? Vâng, thưa thân mẫu, vào ngày Đức Bổn Sư ra đời, thân mẫu nào biết rằng chính 4 vị đại phạm thiên ấy đã đón rước Ngài trong một dải lụa đầy hào quang vàng chói. Nếu oai lực của con trai mình như thế, thì oai lực vô biên của Đấng Bổn Sư của con ta còn vĩ đại biết dường nào. Trong khi bà đang phân xét như vậy, bất chợt một sự kính ngưỡng đối với Tam Bảo bỗng phát sinh và hỷ lạc tràn ngập cả tâm hồn bà. Đức trưởng lão quán biết rằng sự hỷ lạc và niềm tin đã bừng lên trong tâm hồn người mẹ. Đây chính là lúc mà Ngài phải thuyết pháp để báo ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài dịu dàng hỏi: Thưa thân mẫu đang suy nghĩ gì vậy? Bà trả lời: Thân mẫu đang suy nghĩ, nếu con trai của mình mà có phước hạnh như thế, thì ân đức của Phật Thích Ca Cồ Đàm còn to lớn biết là dường nào. Đại đức Xá Lợi Phất liền tiếp lời: Ngay giây phút Đức Bổn Sư ra đời, ngay giờ khắc Ngài chứng được quả giải thoát vĩ đại, và sau khi đạt đến sự toàn giác rồi, Ngài bắt đầu chuyển pháp luân. Không có một đấng nào có phước đức ngang hàng với Đức Phật. Không có một đấng nào có sự an trụ, có trí tuệ, có sự giải thoát, có độ thuần thục và sự thấu triệt chân lý cao hơn Đức Phật. Tiếp theo, Đại đức Xá Lợi Phất liền cắt nghĩa cho bà một cách chi tiết những lời tán dương vừa rồi. Và cứ thế, Ngài đã lần lượt giúp mẹ thấu hiểu hết ân đức của Phật, đến ân đức của Pháp và đến ân đức của Tăng. Khi người con cao thượng của bà sắp chấm dứt bài Pháp, mẹ Ngài liền đắc quả dự lưu, tức Tu Đà Hoàng, và bà nói: Này người con đáng kính của mẹ, này Ngài Upatissa, tức tên của Ngài, tại sao trước đây con không làm như thế để dắt dẫn mẹ? Tại sao trong suốt những năm qua con không ban bố cho mẹ một sự hiểu biết bất tử này? Ngài Xá Lợi Phất nhìn mẹ và mỉm cười thanh thản. Đến đây, Ngài mới yên tâm mà ra đi. Thế là tâm nguyện cuối cùng của Ngài, và cũng là lòng hiếu thảo của một người con chí hiếu, đã được thực hiện. Ngài quả thật xứng đáng là người đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng: Hạnh hiếu là hạnh Phật, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật vậy. Không chỉ trong hiện kiếp Ngài là một người con hiếu, theo trong Túc Sanh Truyện thì trong nhiều kiếp của quá khứ, Ngài cũng đã từng là người con chí hiếu. Trong truyện Lakkhana Jataka, Ngài Xá Lợi Phất sinh làm một trong hai anh em con một gia đình nọ. Người em là tiền thân Ngài Xá Lợi Phất, rất thông minh, còn người anh thì ngu tối. Cả hai đã giúp đỡ cha mẹ bằng cách chăn dắt một đàn gia súc trên đồi. Từ nhà họ đến nơi cho đàn gia súc ăn phải trải qua một khu rừng nguy hiểm. Bằng trí thông minh của mình, người em đã đưa đàn gia súc đến nơi một cách an toàn, bảo vệ tài sản của gia đình, đem lại ấm no cho gia đình và làm cho cha mẹ yên lòng. Theo truyện Abhantara và Supatta, Ngài Xá Lợi Phất không chỉ hiếu thảo với cha mẹ mình mà còn giúp bạn mình tìm phương cứu chữa cho mẹ của bạn thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo. Chính lòng hiếu thảo của Ngài Xá Lợi Phất đã góp phần rất lớn trong việc thành tựu phẩm chất đạo đức và trí tuệ của một bậc thánh ở nơi Ngài. Lòng hiếu thảo là rất quan trọng đối với mỗi người. Người nào không có lòng hiếu thảo thì không còn là một con người nữa, vì người đó đã đánh mất nhân tính của mình. Cha mẹ là vị đại ân nhân của mình mà mình còn không thương yêu, giúp đỡ, thì thử hỏi mình còn có thể thương yêu ai thật lòng nữa? Để trở thành một con người tốt trong xã hội thì trước hết mình phải là một người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Lòng hiếu thảo là nhân tố tối quan trọng để cấu thành nhân cách một bậc giải thoát. Kết luận: phàm làm người, mỗi chúng ta đều do cha mẹ sanh ra. Nhờ cha mẹ dưỡng nuôi nên chúng ta nên người. Nhờ cha mẹ dạy dỗ, chúng ta mới có trí khôn. Nhờ cha mẹ lo cho ăn học nên chúng ta có tri thức. Ngày hôm nay, ta thành danh chi mỹ không phải chỉ do bản thân ta phấn đấu, mà nhờ chính cha mẹ ta ở phía sau khích lệ, động viên. Khi chúng ta lỗi lầm, cha mẹ sẵn sàng tha thứ. Khi chúng ta vấp ngã, cha mẹ an ủi, dỗ về. Khi chúng ta lạc lối, cha mẹ dẫn dắt chúng ta quay về. Khi cần một bờ vai tựa vào để khóc, không ai hơn bờ vai của cha mẹ ta. Xét về nguồn gốc thì ta nợ cha mẹ tấm thân. Xét về dưỡng nuôi, ta nợ cha mẹ manh quần tấm áo. Những thứ đó là những món nợ nhỏ có thể định lượng mà trả. Còn sự hy sinh của cha mẹ ta, lòng thương yêu vô bờ bến của hai đấng sanh thành, đó là món nợ tình cảm, thì làm sao ta có thể trả được đây? Trọn đời ta khắc cốt ghi tâm mà sống sao cho xứng đáng đạo làm người, để cho cha mẹ ta vui vẻ sống những ngày ở thế gian. Cha mẹ đối với con cái chăm lo, hy sinh, thương yêu như chư Phật thương yêu chúng sinh. Cha mẹ chính là Phật tại gia, hy sinh cho chúng ta tất cả, đổ mồ hôi, nước mắt, có khi hy sinh cả thân mạng cho ta. Vậy ta nỡ nào phụ ơn cha mẹ cũng như phụ ơn chư Phật? Lấy tiền đi chơi game online, hút chích xì ke ma túy, phung phí vào những sòng bài, sòng nhậu, vũ trường, cá độ, rồi bỏ học tụ tập ăn chơi, đua xe, bài bạc, karaoke, khiến cho bao bậc làm cha làm mẹ thất vọng, lo buồn, phải già đi trước tuổi. Đó là những đứa con bất hiếu, nhân quả báo ứng sẽ đi đến đau khổ trong tương lai, vì hiện tại làm khổ đau cho cha mẹ mình. Ở bất cứ tuổi nào cũng phải tròn đạo hiếu với cha mẹ, chứ không phải đạo hiếu chỉ dành cho người lớn. Đối với tuổi trẻ chúng ta, đạo hiếu hết sức cần thiết, vì nó là nền tảng của phước báo, là nấc thang nhân nghĩa, đạo đức để chúng ta bước tới những chân trời cao hơn. Công ơn cha mẹ biết nhường nào. Chúng ta chỉ biết khắc cốt ghi tâm, nhớ lời cha mẹ dạy bảo, sống cho nên người. Cố gắng phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, thành một công dân tốt, hữu ích cho xã hội, thành một người con chí hiếu, để xứng đáng với tượng đài vĩ đại của cha mẹ thân yêu. Lòng mẹ. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho ta nhiều nhất, đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Tình yêu. Có một câu chuyện bên Tây, vào thời Đức vua Salomon, có hai người đàn bà giật giành một đứa bé gái. Ai cũng nói đứa bé là con mình và khăng khăng khẳng định như thế. Các quan địa phương không sao phân xử được, sau đó chuyển vụ tranh chấp này lên đức vua Salomon. Nghe hai bà mẹ phân bua, vua liền phán: hai người đều có lý, nên ta xử thế này, chặt đứa bé làm hai, mỗi người mỗi nửa. Lúc đó, có một người đàn bà quỳ lại đức vua xin thua kiện. Bà ngậm ngùi khóc nức nở, trong khi người đàn bà kia hí hửng dẫn đứa bé đi. Liền lúc ấy, đức vua can lại và chỉ thẳng vào mặt người đàn bà đang dẫn đứa bé và quát: bà không phải là mẹ của đứa bé, chính bà kia mới là mẹ ruột. Chỉ có mẹ ruột mới không nỡ nhìn con mình bị nạn mà thôi, thà thua cuộc chứ không để con phải chết. Những điều mà mẹ cha làm, mẹ cha nghĩ thì làm sao ta biết hết được. Như thầy Thiện Thuận ví mẹ như bóng mây che chở cho con, như thầy Trí Chơn ví mẹ lại là bến yêu thương cho thuyền con neo đậu, như cô Hương Nhũ ví cha mẹ lại là nắng ấm mùa xuân, vân vân. Mà chúng ta lại không nghĩ ra được điều đó, ta không biết. Có bà mẹ lại có những sở thích lạ lùng, không hiểu tại sao bà lại thích cúng Phật mỗi bông trang, chỉ thích mặc áo bà ba, thích mang mỗi đôi dép Lào, thích đắp chiếc chăn cũ rích, nằm gối thâm đen. Chuyện như thế này. Sở thích lạ lùng. Phước đang quỳ bên hông chiếc quan tài của mẹ. Bên cạnh cô là hai đứa em đang nằm lăn queo ngủ vì cả ngày chạy dậy lăn xăng. Hai cây nến trước tiền bàn leo lét tranh tối tranh sáng, hòa quyện vào khói nhang phủ mờ trên di ảnh. Tấm hình được phóng to từ giấy chứng minh nhân dân nhạt mờ không rõ nét. Một người đàn bà nửa trẻ nửa già, khó phân định trên đôi mắt hằn sâu, mái tóc lơ phơ bạc, vẻ khắc khổ của một người từng trải. Tuy hồi nhỏ đến giờ sống bên mẹ, nhưng Phước rất ít khi có thời gian nhỏ to tâm sự. Cha cô mất sớm bởi một cơn bệnh đột quỵ ở tuổi chưa đầy 40, để lại cho mẹ cô ba mái đầu thơ dại. Cha mẹ cô xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo, vất vả, làm công nhân cho một xí nghiệp quốc doanh, dành dụm bao nhiêu năm trời mới mua được căn hộ chưa đầy 20 mét vuông, nằm sâu trong con hẻm của xóm lao động nghèo. Phải đi vay nợ thêm một số tiền rồi trả dần. Nợ nhà vừa trả xong thì cũng là lúc cha cô vội ra đi. Ba chị em Phước là cả một gánh nặng cho mẹ. Từ sáng mẹ đi làm đến tối mịt mới về, có khi mẹ làm ca đêm. Từ nhỏ Phước luôn trách mẹ tại sao lại bỏ ba chị em mà đi mãi. Thậm chí có ngày chủ nhật muốn mẹ dắt đi chơi nơi này nơi nọ, mẹ cũng từ chối. Mẹ tranh thủ đi chạy bàn cho những nơi cần người phục vụ theo giờ. Như thế, Phước và thằng Lộc với con út Thọ thui thủi bên nhau mà lớn lên. Phước tốt nghiệp đại học ngân hàng, làm việc gần năm nay. Còn thằng Lộc và con nhỏ út sang năm cũng tốt nghiệp đại học kinh tế và bách khoa rồi. Mới 55 tuổi mà dáng mẹ gầy còm, xanh xao. Thấy mẹ mỗi ngày một già đi và yếu dần, Phước bảo mẹ đi khám bệnh. Mẹ nói, không sao đâu, mẹ có bảo hiểm y tế mà. Cho đến một ngày, hay tin mẹ xỉu trên đường đi làm, người đi đường đưa bà vào bệnh viện. Phước ngỡ ngàng khi biết mẹ bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Mẹ thấy mình không qua khỏi, bà nằng nặc đòi về dưỡng bệnh tại nhà. Phước xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc mẹ. Nhìn mẹ xanh xao, phờ phạc, Phước thương mẹ vô cùng. Hơn 10 ngày sống bên mẹ, Đây là lần đầu tiên trong đời Phước có dịp gần gũi chăm nom cả nhà sum họp. Cho đến một ngày mẹ không còn gượng dậy được nữa. Phước nhớ sáng hôm ấy, trời vừa hừng đông, mẹ kêu Phước dậy thay nước trên bàn thờ cúng Phật và bảo Phước ra chợ mua một bó hoa hồng nhiều màu đẹp nhất, một bó hoa huệ, hoa cúc, hoa ly. Phước ngỡ ngàng vì từ trước đến nay có bao giờ mẹ thích những loài hoa dương dã này đâu. Mẹ là một Phật tử, tu theo pháp môn niệm Phật, trên bàn thờ trang hoàng hình Tây Phương Tam Thánh. Lúc trước, những khi rảnh rỗi, mẹ mua chậu về trồng bông trang, rồi tranh thủ tưới sớm chiều. Mỗi khi rằm 30 là bà cắt bông trang vào cúng trên bàn thờ Phật. Phước hỏi, sao mẹ không mua hoa hồng, hoa cúc cúng cho đẹp? Bà nói, mẹ chỉ thích bông trang mà thôi. Vậy mà sáng nay, mẹ lại bảo Phước đi chợ mua bông, nhưng đặc biệt không có bông trang. Đây là điều mà Phước rất lấy làm lạ. Vì hôm nay ngày rằm, bà trang hoàng nơi điện Phật thật trang nghiêm. Bà bảo Phước giúp bà tắm rửa thay bộ đồ mới mà Phước đã lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ, mặc ngoài áo tràng lam và đỡ bà dậy lễ Phật. Phước hỏi, mọi khi mẹ chỉ thích cúng Phật bông trang thôi mà, sao hôm nay lại... Bà nhìn Phước xoa đầu nở một nụ cười hiền lành, bao dung. Cái gì cũng phải thay đổi, lâu lâu mẹ cũng thay đổi sở thích chứ. Bà xoa đầu Phước và trao cho một gói tiền được xếp cẩn thận. Đây là tiền mẹ lãnh hưu non một lần, còn giữ mà lo cho hai đứa em trong những năm cuối đại học. Phước nói, thì mẹ cất đi. Mẹ bệnh trầm kha còn làm được gì, còn giữ mà chi tiêu trong gia đình. Con mới đi làm lương được bao nhiêu. Con lớn rồi, có thể quán xuyến gia đình thay mẹ. Mẹ dành thời gian nghỉ ngơi con à. Phước nhìn làn môi trắng nhợt nhạt của mẹ, như thầm mách bảo cô một điều gì đó chẳng lành mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Phước nhận tiền từ đôi tay run run của mẹ. Bà bảo kêu hai đứa em con dậy. Cả ba chị em ngồi xung quanh. Bà dặn dò vài câu rồi ra hiệu cho Phước mở máy niệm Phật. Bà cầm sâu chuỗi lần theo nhịp điệu, rồi chậm dần và dừng hẳn. Út Thọ thét lên, mẹ không còn thở nữa chị hai ơi. Ba đứa con gào khóc trong sự ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong câu niệm Phật của mẹ. Lúc khâm liệm mẹ, Phước gom góp tất cả đồ đạc, chỉ dọn dẹn 3 bộ đồ ngả màu, một cái mền cũ kỹ, một cái gối thêu đôi chim uyên ương thâm đen, đôi dép Lào mỏng dánh. Phước cố tìm, lục tung mọi nơi, không còn gì khác cả. Phước nghe như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực mình. Trong khi ba chị em, tủ đựng quần áo không có chỗ treo, dép màu này màu nọ. Đêm nay Phước thức trắng đêm, một đêm sau cùng bên mẹ, để mai này đưa mẹ đến lò thiêu, vĩnh viễn không còn dịp nào ở bên mẹ nữa rồi. Cô bật khóc nghẹn ngào, dường như cô hiểu ra một điều gì đó. Bất thần cô lấy tay vỗ vào thành quan tài trong tiếng nấc, mẹ ơi, mẹ của con. Cầm mấy chục triệu đồng lương hưu non của mẹ, Phước run run nghẹn ngào. Hai đứa em giật mình thức dậy ngơ ngác. Lộc, Thọ, hai em có biết không, lương công nhân của mẹ chưa đầy 3 triệu một tháng. Vậy mà mẹ đã nuôi ba chị em mình vào được đại học. Thời buổi vật giá leo thang như bây giờ, tiền ăn sáng, ăn tối của ba chị em hơn 1 triệu. Tiền sách vở, tiền học phí. Gần 3 triệu làm sao mẹ xoay sở. Mẹ phải làm ca ba, làm thêm cả ngày Chủ nhật. Chị em mình xin hết tiền này đến tiền nọ, nào quỹ lớp, bảo lục, đi chơi, dài 3 triệu đồng. Mẹ ơi, mẹ, con đã hiểu tại sao. Cả đời mẹ, đến nơi tôn kính nhất như bàn thờ Phật, mà mẹ chỉ thích cúng mỗi bông trang tự tay mẹ trồng. Tại sao mẹ chỉ thích nằm chiếc gối cũ thâm đen với đôi chim uyên ương ngày cưới? Tại sao mẹ chỉ thích mỗi một chiếc mền đắp hơn 20 năm của cha để lại? Tại sao mẹ chỉ thích mang đôi dép Lào mòn như lưỡi lam? Tại sao mẹ chỉ thích mặc mấy bộ đồ đã sờn dai của ba mua tặng mẹ lúc trước? Tại sao mẹ thích ăn chay, rau muống chấm nước tương? Chiếc quan tài nhỏ xíu được hội từ thiện tặng mà vẫn quá lớn so với thân mẹ. Tất cả vật dụng gom hết để vào, vẫn còn rộng. Mẹ ơi! Con hiểu rồi. Trước đây con những tưởng sở thích của mẹ lạ lùng như thế. Nhưng không phải vậy mẹ ơi. Chỉ duy nhất một sở thích mà mẹ thay đổi trước khi chết là cúng những đóa hoa dương dã đắt tiền trên bàn Phật. Trời oi bức của đêm hè, mà sao lòng ba người trẻ cảm thấy lạnh quá chừng. Không biết họ sống ra sao đây trong những ngày không mẹ. Phước nghẹn ngào trong tiếng khóc. Mẹ ơi, cả đời mẹ chỉ biết lo cho các con. Đến lúc các con đã trưởng thành thì mẹ đã kiệt sức tàn hơi. Phải chi mẹ cố sống bên chúng con sẽ mua tặng mẹ đôi dép mới. Thằng Lộc, Út Thọ sẽ lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ cái mền, chiếc gối mới toanh và vài bộ đồ mà mẹ chỉ dám nghĩ trong ký ức. Con sẽ mua tặng mẹ chiếc xe đạp điện để mẹ đỡ vất vả bên chiếc xe đạp cà tàng, xúc xên, mòn liếp. Những ngày rằm 30, con sẽ mua thật nhiều bông đẹp để mẹ trang hoàng trên điện Phật. Lúc đó rảnh rỗi, mẹ sẽ thực hiện ước mơ ngàn đời của mẹ là được một lần đến chùa Hoằng Pháp dự khóa tu Phật thất, hay chí ít là tu một ngày Chủ nhật. Những ước mơ bình dị như vậy cũng đã quá xa xỉ với mẹ. Mẹ ơi! Trên di ảnh, gương mặt vẫn vẻ u buồn của bà mẹ, nửa trẻ nửa già, qua làn khói hương mờ nhạt. Chắc giờ này ở Tây Phương Cực Lạc, bà nở nụ cười mãn nguyện trong những cánh sen dưới chân Đức Phật Di Đà. Vì biết các con bà đã hiểu ra tại sao bà có những sở thích lạ lùng. Mẹ tôi vất vả tháng ngày, nuôi con khôn lớn không nài gian nan. Mẹ tôi chẳng gấm lụa vàng, tay chai chân đất vì đàn con yêu. Nên, ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không? Nếu một mai cài ngược đóa hoa hồng trắng đời con trong núi tiếc. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho con nhiều nhất, đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Dù phải gian lao đến đâu, dù phải chịu đựng đến đâu, mẹ cũng cam lòng. Tia Tèo. Thầy nhớ khi thầy học năm 2, năm 3 gì đó ở trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Một đêm nọ khoảng 9 giờ tối, có một người bạn dưới quê lên thăm và rủ thầy đi ăn hủ tiếu Nam Giang ở một quán vỉa hè trên đường Lý Thường Kiệt. Quán khách ra vào tấp nập, thầy thấy ở một gốc cây ven đường có hai đứa bé trai, quần áo dơ bẩn, mặt mày lem luốc. Đứa lớn khoảng 7 tuổi, có vẻ dạn dĩ. Đứa nhỏ 4-5 tuổi, nhỏ xíu, tỏ ra nhút nhát hơn. Chúng đang cầm cái lon, cái bọc gì đó, đứng lấp ló ở gốc cây nơi gần bàn ăn của một đôi nam nữ. Khi thấy đôi nam nữ tính tiền xong, vừa đứng lên là chúng chạy tới, xớt liền phần ăn thừa của hai tô hủ tiếu đổ vào cái lon và hai ly trà đá uống dở vào trong cái bọc. Lúc đó cô chạy bàn chạy đến quát tháo đuổi chúng đi. Chúng lại chạy ra gốc cây lấp ló rình mò. Thầy lấy làm lạ nên để ý theo dõi. Hai đứa đợi một ông khách sang trọng vừa ăn xong đứng lên, chúng lại chạy ào vào. Lúc này chúng không xớt hủ tiếu thừa nữa, mà nhanh như cắt, đứa lớn cầm tô cho đứa em húp một hơi. Rồi nó cầm húp lấy húp để, chớp một cái, sạch dao. Đứa em lấy ly trà đá còn dư, uống cái ực, rồi đưa cho anh nó một cách khẩn trương. Cô phụ việc chạy đến cầm mấy chiếc đũa định rượt đánh hai đứa nhỏ. Thầy ngăn lại hỏi, chuyện gì vậy cô? Cô phụ việc cau có nói, mấy cái thằng bụi đời dơ dáy, đến đây ăn đồ thừa kiểu này ma nào dám tới ăn nữa. Thầy ra hiệu cô thôi đi. Thầy nói, này cô mang cho tôi 2 tô hủ tiếu đặc biệt có trứng gà nhé. Cô phụ việc miễn cưỡng làm theo. Thầy quay sang hai đứa nhỏ rụt rè sợ sệt, lấp ló bên gốc cây dầu, giọng trìu mến. Này hai cưng, vào bàn ăn đi, bữa nay anh đãi, đừng sợ không tiền trả. Cả hai đứa ái ngại, dò xét, chắc trong bụng chúng nghĩ, trên đời này có người nào lại tốt vậy sao? Nhưng với thiện ý và lời lẽ nhẹ nhàng của thầy khiến hai đứa bé an tâm. Thầy lấy tay đẩy nhẹ chúng ngồi vào bàn khuất nơi gần gốc cây. 2 tô hủ tiếu nóng hổi nghi ngút khói dọn lên. Thầy bảo, hai đứa tự nhiên ăn đi. Hai đứa nhìn thầy có vẻ ngại. Thầy thấy vậy để chúng tự nhiên và trở lại bàn giả vờ ăn tiếp, nhưng để ý theo dõi. Chúng không ăn liền và ra ám hiệu gì với nhau. Đứa nhỏ chạy ra gốc cây lấy cái lon và cái bọc vào, quan sát không thấy ai để ý, nhanh như cắt chui ngang gầm bàn, mở cái bọc ra cho anh nó đổ hết tô hủ tiếu vào, xong chui về chỗ ngồi. Đứa lớn lấy cái lon mở nắp đổ hết phần thức ăn xớt từ chiều vào tô và đổ hủ tiếu từ bọc vào lon. Xong hai đứa quan sát không thấy ai để ý, chúng giả bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi trang nghiêm đường hoàng, nhặt nhạnh từng lá rau đến sơ cả cuốn bỏ vào tô, không quên nêm tương, cà, sa tế. Đứa lớn có phần kín đáo hơn, đứa nhỏ thì cắm đầu vào ăn cong cả cổ. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi nhễ nhại, lâu lâu nó hít mũi cái rột. Nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong, đứa bé uống một hơi ừng ực sạch trơn ly trà đá, còn đứa lớn thì uống nước trong bọc và đổ ly trà đá vào bọc. Chúng lẳng lặng ra về. Lúc đó, thầy mới đi theo sau lưng. Chúng giật mình. Thằng lớn lấy cái lon và bọc trà đá giấu phía sau lưng, dường như sợ thầy lấy lại. Thầy ôn tồn hỏi, sao mấy đứa không ăn hết mà mang về làm gì? Thấy hai đứa ấp a ấp úng không nói nên lời, thầy hỏi lần nữa, có việc gì khó nói à? Thằng lớn cúi đầu xuống khóc thút thít như đè nén từ lâu. Nó vừa khóc vừa nói, con mang về cho mẹ. Thầy ôn tồn bảo, mẹ bị làm sao? Mẹ con bệnh mấy ngày không ăn gì. Nói rõ xem nào, mẹ đang ở đâu? Nó chỉ tay về góc phố và hướng dẫn thầy đến đó. Ở một góc đường gần ngã tư vắng vẻ, bóng đèn bạc lại từ xa, nửa tối nửa sáng. Gần đó có mấy quán bia bán bên lề đường, một mùi hôi của nước tiểu bốc lên nồng nặc. Cách đó không xa, một dãy xe đựng rác tập kết bốc mùi khó chịu. Thằng lớn chỉ tay cạnh bức tường rào dưới một cái bao đựng gạo cắt ra che bên trên. Một người đang nằm co ro có vẻ mệt nhọc. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, người đàn bà chưa đầy 30 tuổi, tóc rối, ốm yếu, xanh xao, cặp mắt sâu thẳm có quầng do mất ngủ. Người đàn bà nhìn thầy vẻ ái ngại. Thầy hỏi, chị bị bệnh à? Có thuốc men gì chưa? Cô ta lắc đầu, cúi xuống. Qua trao đổi mới biết cô và hai cháu đang ở lang thang không nhà cửa. Sau đó thầy giúp cô về Bình Phước, quê ngoại của hai đứa bé. Cô còn người mẹ già đang sống với gia đình người em trai cũng nghèo lắm. Cô cứ bệnh hoạn hoài, xem ra không thể nuôi nổi hai đứa con, nên cô quyết định cho bớt một đứa nhỏ. Có người mai mối, hai vợ chồng ông người Pháp xin con nuôi. Thủ tục đã xong, buổi chiều chia tay cũng đến. Tý và Tèo, tên hai anh em, theo mẹ về Bình Phước, ở cạnh nhà ngoại có căn chòi của chủ đất giữ vườn, rồi họ về thành phố nên ba mẹ con ở tạm. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Ngày ngày mẹ phải gánh rau ra chợ bán kiếm tiền. Tý và Tèo cũng ra giúp mẹ lựa rau sâu. Những tưởng gia đình hạnh phúc. Bất ngờ vào tối hôm đó sau buổi ăn, mẹ kêu Tèo và Tý đến vuốt ve hai con. Mẹ nói, hai đứa có thương mẹ không? Dạ thương, hai đứa nũng nịu. Thương thì phải nghe lời mẹ dạy. Dạ. Ba con mất sớm, mẹ bệnh hoài. Mẹ muốn các con sống đầy đủ và có ăn học như bao nhiêu người khác. Nhưng mẹ không thể nuôi hai con. Có hai vợ chồng ông người Pháp đàng hoàng lắm, muốn xin con nuôi. Mẹ dự định cho Tèo đi theo vợ chồng ông ấy. Sáng mai người ta đến. Quá bất ngờ trước quyết định của mẹ, Tý và Tèo ngỡ ngàng. Tèo la lên, con không chịu đâu, con sống với mẹ. Thì sống với mẹ. Bà mẹ nén nỗi xúc cảm. Đêm hôm đó cả ba mẹ con không ai ngủ, mỗi người đều có một dòng suy tư. Riêng Tèo nó linh cảm một cái gì đó. Sáng sớm thấy hai vợ chồng ông Tây to đùng và mấy người đến nhà. Tèo nấp vào kẹt lu đựng nước. Qua trao đổi với người phụ nữ xong, một thanh niên bước đến dẫn Tèo ra. Nó không chịu, cố bám vào thành lu kêu lên, mẹ đừng cho con, mẹ ơi. Người đàn bà nói trong nước mắt, ở với mẹ con lấy gì mà ăn? Con ăn gì cũng được, con uống nước cũng được, mẹ đừng cho con sợ lắm. Thấy mẹ nó ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt chảy ràn rụa, có vẻ không ăn thua. Nó quay qua kêu, anh hai cứu em. Lúc này Tý không biết gì nữa, nó cứ ôm ghì lấy gốc cột mà khóc. Trong lúc anh thanh niên bế thóc Tèo lên, bà người Pháp đi theo vuốt ve. Nó giãy giụa nhưng vô hiệu. Nó không biết tại sao mẹ nó lại đem nó cho một người xa lạ. Không hiểu sao anh nó lại không binh vực nó. Khác với những ngày lang thang, có hôm anh nó dám rượt lũ chó khốn kiếp mà anh nó rất sợ để bảo vệ nó. Có lần anh nó dám xông vào đánh cái thằng to con ăn hiếp nó, để rồi anh nó bị người ta đánh sưng cả mặt. Anh nó từng nhường cho nó húp trước những tô phở thừa, còn cặn lại mới húp sau. Vậy mà hôm nay cả mẹ và anh nó không còn thương nó nữa rồi. Nó sinh tâm trách hờn, oán giận mẹ và anh nó. Ôm lòng hờn trách đó mà mười mấy năm nay nó chưa một lần viết thơ từ hỏi thăm mẹ và anh nó. Cho đến một ngày nó tốt nghiệp trường trung học ở Pháp, cha và mẹ nuôi nó bảo về Việt Nam thăm gia đình. Nó mới miễn cưỡng đi về với cái tên Pierre Tèo. Khi đặt chân lên mảnh đất quê hương, nó không có một chút cảm giác gì thân thiện cả. Vì nơi đây, mảnh đất này đã từ chối nó, thì không lý do gì nó yêu quý cả. Lần theo địa chỉ với vốn tiếng Việt ít ỏi, nó cũng tìm ra nơi chốn xưa. Nó nghĩ mẹ và anh nó sẽ ngỡ ngàng khi thấy nó, một chàng thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, trở về từ một nước văn minh. Ngôi nhà ngày xưa đã không còn nữa, dấu vết thời gian như phủ kín rêu phong. Nó lần dò đến nhà ngoại, cậu nó đi vắng, mợ nó đã trao cho nó một gói quà to to, bảo của mẹ nó gửi cho nó làm kỷ niệm. Nó mở quà ra, là một tấm hình ép gỗ, hai vợ chồng và hai đứa con. Nhìn người đàn bà, nó nhận ngay ra là mẹ nó, và nó cũng nhận ra anh hai. Một thoáng trong ký ức, đây chắc là cha mình, đây là anh mình đây. Một cái hộp trang trọng, nó mở ra xem, thấy bức thơ được viết chữ nắn nót. Tiếc thay nó không biết đọc chữ Việt, Nó nhờ một người khác đọc xem nội dung ra sao. Nó chờ đợi. Một người con gái của cậu giúp nó làm việc đó. Tèo, con yêu quý của mẹ. Nó biểu môi, yêu mà cho người ta. Khi con nhận được bức thư này, chắc mẹ và anh con không còn trên đời này nữa. Nhưng trong thế giới bên kia, mẹ vẫn dõi theo con từng giờ từng phút. Nó giật mình, ngỡ ngàng không hiểu gì cả, bán tín bán nghi. Con biết không, ba con và mẹ gặp nhau ở một công trường xây dựng rồi lấy nhau. Hai con lần lượt chào đời. Tuy gia cảnh nghèo, vất vả, phải ở nương nhờ nhà nội chật chội trong thành phố mà vẫn vui. Cha con bị người ta rủ rê chích ma túy nên bị nhiễm HIV khi nào không biết. Nhưng khi cưới mẹ là cha đã cai và quyết làm lại từ đầu. Nhưng số phận nghiệt ngã, con virus đó đã lây sang mẹ và anh hai của con. Nhưng con may mắn không nhiễm. Sau khi cha con qua đời, gia đình nội con sợ bị mẹ con mình lây bệnh nên đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Đó là lúc gia đình mình ở ngoài vỉa hè. Mẹ đi bán vé số, đến lúc hết vốn, phải đi lượm bọc ni lông và lon bia sống qua ngày. Hai con phải đi xớt thức ăn thừa của người ta trong những ngày mẹ ốm đau không có tiền. Sau đó, mẹ con ta về quê ngoại tá túc. Bệnh mẹ càng ngày càng trầm trọng. Thứ nhất, mẹ sợ lây sang con. Thứ hai, mẹ sợ không thể chăm sóc con đến lớn. Nên mẹ đành đứt ruột mà cho con sang Pháp để con có tương lai hơn. Tèo bàng hoàng, đầu nó cảm thấy choáng váng. Hằng đêm, mẹ cầu trời Phật cho con được bình an. Anh hai con cũng chung số phận với mẹ. Tội nghiệp, nó còn quá nhỏ, không được học hành, nghèo túng, thiếu thốn, bệnh tật. Ước nguyện sau cùng là mẹ xin con tha thứ cho mẹ. Nếu mai này con có về Việt Nam, hãy vào chùa, mang hũ cốt cha, mẹ và anh hai của con ra sông Sài Gòn đổ xuống, để cha mẹ và thằng Tý thanh thản ra đi. Chúc con an lành và hạnh phúc. Mẹ yêu con, Tèo nhỏ xíu của mẹ. Lúc này Pierre Tèo không còn đủ sức gượng dậy. Cơ thể hơn 70 kg của nó đổ sụp xuống, như một cây to bị một làn gió lớn quật ngã. Nó nghẹn ngào khóc không nên lời. Lần đầu tiên nó khóc bằng tiếng Việt. Với cái giọng ấm ấm, thương thương, cứ mỗi buổi chiều mẹ nó gánh hàng về tới bờ hè là gọi mẹ. Cũng cái giọng đó đã xé tan lòng mẹ khi nó kêu nài lúc bị người khác bắt mang đi. Thứ tiếng thân yêu mà nó đã từng nghe qua trong giai điệu mẹ nó hát ru khi nó còn bé xíu. Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Con đi cách trở xa xăm, quê hương mẹ đợi, ầu ơ, bao năm con chưa về. Ôi, câu hát ru của mẹ, sao ngọt ngào như dòng nước Cửu Long, thân thương như cánh đồng lúa chín, hiền hòa như làn điệu dân ca. Giờ đây nó cảm thấy, dẫu ở bên nước Pháp xa xôi, tháp Eiffel có cao to hùng vĩ vẫn không cao bằng tượng đài của mẹ nó hóa thân. Dẫu dòng sông Sen thơ mộng đến đâu cũng không đẹp bằng tình nghĩa anh em. Bất giác, Pierre Tèo thốt lên mấy lời bằng tiếng Việt mà nó đã quên từ lâu. Tiếng nó phát âm còn chuẩn hơn khi nó hát một bài ca tiếng Pháp. Mẹ ơi! Anh hai ơi! Nó theo điệu lệ rơi thấm đá. Chiều về quê hương thiết tha, dáng mẹ mỏi mòn trong con nơi đất xa. Quê hương ơi còn đó bóng cha hiền, tuổi thơ anh em con bôn ba đi kiếm tiền. trần gian lắm ưu phiền triền miên. Ngày con trở lại cố hương, ôi còn đâu bóng dáng mẹ yêu thương. Mẹ ơi con lỡ lầm đường, anh hai ơi sao lắm đoạn trường, để tơ lòng vấn vương.